bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Khổ. Tụi mai mỹ nhân đừng có mang cơm tới công ty nữa. Âu Lo sẽ nhận cơm ở nhà. Đáng ghét mà. Bây giờ ông thích Yumi rồi phải không? Còn bị đặt, không cho tôi tiếp xúc nữa. Sao tôi làm ảnh hưởng mối quan hệ của hai người hả? Ông hay lắm. Không cho tôi tới gì thì ngày nào tôi cũng sẽ tới. Để coi hai người vui vẻ tới đâu. Xem xíu nữa là tán chung cái chân rồi. Ủa, hôm nay á hai ông làm chung cá tụi tôi sao? Đúng rồi. Ủa sao trong hai người có vẻ mệt mỏi quá vậy? Vậy không biết làm sao nữa, cứ mỗi lần mình đi họp xong á vậy. Sao mặt tôi tỉnh gì mà mệt gì? Chứ sao không? Tại vì tụi tôi chơi game thuốc phi cho nên là mặt nó mới như vậy thôi. Ủa, chơi game nào? Tao đi làm nè, để cấp sếp thấy chửi bây giờ đi. Từ. Trời ơi, ông có thấy hai ông này kỳ lạ không? Mặt thiếu sức sống dã man luôn á. Không những thiếu sức sống á, mà phản ứng còn kỳ lạ nữa. Nhưng mà kỳ một cái nữa nè. Sao mà luật sĩ không cho Lê Hoài nói vậy? Cậu bỏ lên đi ra. Bỏ nha. Thấy trai đẹp là cứ nắm tay kéo kéo à. Cái gì? Ông đẹp hả? Ủa? Cái tôi xấu lắm hả? Mặt ói luôn á. Gì? Cái chuyện mà tôi nói với ông á, ông có làm hay chưa? Biết rồi. Nói hoài. Nếu được như vậy thì tốt. Nhớ là không để cho Âu Anh Âu Lo biết được chuyện này đó. Nếu mà có hỏi thì cũng phải lấp liếm cho qua, không được từ chối hết cho tôi. Nhưng mà cái chuyện mà bà nói Âu Anh với Âu Lo chơi ngải á, có chắc không? Không chơi ngải thì còn gì nữa. Những cái chuyện mà xảy ra với mình á, từ đâu mà ra? Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc, động cơ nào thúc đẩy hai người đó chơi ngải nhằm mục đích gì? Thì muốn biết mục đích đúng không? Ừ. Phải điều tra. Chuyện đơn giản. Ê, hồi đó giờ bà có thấy cái ngải đó là cái con hay cái củ hay cái cục hay là cái gì á? Nhưng chung là cái ngải đó, bà thấy hình dáng nó ra làm sao không? Đương nhiên là chưa thấy rồi. Trời ơi, chưa thấy mà cũng nói như đúng rồi vậy. Thì từ từ phải tìm hiểu thì mới biết được chứ. Giống như coi phim vậy đúng không? Ừ, phim Thái Lan, coi phim Thái Lan. Bây giờ Vậy bây giờ mình phải làm sao? Mình không biết hình dáng nó ra làm sao hết. Thì làm sao mình điều tra, làm sao mình tìm mới được? Yên tâm đi, mình cứ từ từ điều tra, chắc chắn cũng sẽ lòi ra được thôi. Ừ. Gì vậy? Thôi, nói chuyện tới đây được rồi. Tụi mình đi xuống dưới làm đi. Kiểm tra hàng quá, không thì lại bị la nữa đó. Đi rồi. Đi, đừng đợi tôi làm chi. Trời ơi, không xuống đi làm, ngồi đó trời. Bà xuống trước, tôi xuống sau. Lính lát tôi nhóm trưởng. Nhóm trưởng thì tôi đi làm ghê vậy. Không biết khi nào mới nắm thóp được cái bọn cõi âm đó nữa. Mà xuống trần gian thiệt là rắc rối á. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có trên thiên đình là sướng nhất thôi. Giờ mà về trời hả, là mình sẽ được ăn đồ ăn ngon rồi nha. Xong rồi được ăn đào mát ngọt,
Rồi còn gì? Uống rượu thơm nồng nữa chứ. Sướng biết bao nhiêu. Phải ở đây. À, nhưng mà bây giờ mà về trời thiệt á thì chắc cũng buồn lắm. Dù gì hả, mình cũng đã có một cái khoảng thời gian trải nghiệm ở đây không hề tệ chút nào. Để coi. Tôi chắc chắn là cái tình cảm này là một cái sự rung động trước một người con trai. Người đó không ai khác lại là ông. Đừng có gì như vậy á mà ông né tránh tôi nha. Tại vì á, tình cảm và sự yêu thương một người á không có lỗi. Ông cứ để tôi quan tâm ông, yêu thương ông nha. Ông có hiểu nãy giờ tôi nói gì không? Lại chốt, lại chốt. Ông trả lời cho tôi biết đi. Ông thích Du My rồi phải không? Nên là ông đâu có cho tôi nằm ăn cơm tới công ty của ông. Nhân à, ông đừng có chối nữa. Tôi biết ông rất là thích Du My, tại vì nó xinh đẹp hơn tôi, trẻ trung hơn tôi. Nên ông đâu có muốn tôi tới đó nhìn thấy hai người vui vẻ bên nhau, đúng không? Không, tôi chỉ muốn chỉ muốn cái gì? Ông đừng có nói với tôi á là ông không muốn tôi tới đó. Tại vì đi xa tất cả là ngụy biện thôi. Mỹ Nhân bình tĩnh nghe tôi nói là Mỹ Nhân. Bình tĩnh nha, ông buông ra đi. Tôi biết mà. Tôi mới là người rút lui nè. Nhưng mà tôi cũng đau lòng lắm chứ bộ. Bao nhiêu tình cảm của tôi dành cho ông. Nhưng mà ông có nói hoài gì tới tôi đâu. Không phải Mỹ Nhân. Không phải gì, ông im đi. À, bình tĩnh đi. Bình tĩnh cái gì? Ông đã có đối tượng mới rồi. Coi như á là tôi có lý do để rút lui đi. Ông Mỹ Nhân phải bình tĩnh nghe tôi nói nè. Tôi không muốn nghe gì hết á. Tôi không muốn nghe gì hết. Ông đừng có nói gì với tôi. Tôi không muốn nghe gì hết á. Tôi không muốn nghe gì hết á. Lỗi là tại tôi. Tôi đã sai ngay từ đầu rồi. Tất cả mọi chuyện là tại tôi hết á. Coi như á tôi là chị họ của ông mà tôi bị điên đi. Ông đừng có quan tâm tới tôi. Ông đừng có nói gì tới tôi hết á. Ông muốn ra đây đi. Mình vừa làm cái gì vậy? Ủa mà mình đang nói tới đâu rồi? Tôi xin lỗi ông nha. Xin lỗi đã làm phiền ông nha. Coi như là tôi bị điên đi. Không. Tôi bị điên nhất thời thôi. Ông đừng có quan tâm, ông cứ mặc kệ tôi đi. Đừng có ngó ngàng gì tới tôi hết á. Toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Khổ.